Xin chào các bạn, quay lại video hướng dẫn học vượt 213. Thì video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái loại cuối cùng của cái hình thức trộm thư đây. Là chúng ta học tới tab số 7 mailing trước. Là chúng ta sẽ học tới cái loại trộm thư mà khi kết xuất ra là kết xuất các nhãn. Các nhãn nhỏ, các nhãn thì nó tương tự giống như bạn kết xuất ra các nem cạc gì đó, nem thiếp đó. Rồi, đây là cái video cuối của cái trong cái phần tab số 7 tab mailing đây. Video này cũng khá hay mà cũng ít các bạn, các anh chị đâu cũng ít biết. Thì hôm nay tôi hướng dẫn rất kỹ cái phần này ha. Nó hơi có chút phức tạp tí thì các bạn theo dõi chú ý tập trung ha. Rồi, bước đầu tiên là tôi mở một cái file Word trống lên. Các bạn di chuyển tới cái tab số 7, tab mailing. Các bạn click vào đây ha. Thì tôi nhắc lại ha. Thì để xem được, để mà các bạn có thể hiểu kỹ càng hơn cái video này á, dễ học hơn á, thì các bạn nên xem lại hai cái video trước của tôi về hướng dẫn trộn thư mà cái loại kết xuất ra là letter hay là kết xuất ra cái văn bản đó, giấy A4 gì đó. Và cái loại thứ hai là loại trộn thư mà kết xuất ra là cái bao thư, là bìa thư đó, là loại thứ hai đây. Còn đây là chính là hôm nay chúng ta sẽ học loại thứ ba là kết xuất ra một cái label là nhãn. Thì tôi nhắc lại cho các bạn thôi, và bây giờ chúng ta trộn thư thì chúng ta có 5 bước, tổng chúng ta có 5 bước. Thì bước đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái loại trộm thư. Loại trộm thư thì các bạn hôm nay chúng ta sẽ học chữ label nha, bạn nhấp vào đây cũng được. Hoặc các bạn ra ngoài các bạn thấy cái nhóm create, trong cái nhóm create bạn nick vô cái nút chữ labels là chúng ta tạo nhãn đó. Rồi tôi sẽ nick cách nào cũng được, tôi nick cách này thử ha, label. Là cách thứ nhất là ta chọn cái loại trộm thư. Đây nó sẽ hiện cái bảng giao diện như thế này đây. Trong cái tab label đây ha, thì đầu tiên thì tôi kiến nghị các bạn là nên để tất cả các thông số mặc định, chúng ta không chỉnh sửa gì ha. Nhiều khi cái phần mềm của các bạn khi bạn mở lên thì bạn sẽ thấy cái bảng giao diện như thế này ha, giao diện cái bảng label như thế này. Hoặc là tôi tắt ha, tôi mở lại trong đây cái chữ label cho các bạn xem cái giao diện, nhiều khi nó sẽ thay đổi một tí ha. Rồi các bạn thấy chưa, thì cái nào cũng là như nhau thôi. Cái giao diện thì để tôi cũng đã bị cái trường hợp này nhiều khi Word bị lỗi á. Tại vì tôi mở cho các bạn xem thử, nó giao diện hơi khác thôi. Tôi quay lại cái label này ha. Rồi. Thì nếu như mà trường hợp mà các bạn mở label bên ngoài á, label từ cái nút này á, label đây, thì các bạn vô cái chức năng là Option nè. Thì nó cũng sẽ hiện cái bảng giao diện như thế này, giống như cái cách chúng ta chọn ở trong kia. Đây tôi chọn thử cái cách trong kia. Đây Star Mail ha, tôi chọn cái chữ label trong đây ha. Rồi nó sẽ cái hiện cái bảng giống như cái bảng hồi nãy tôi vừa chọn label option ha. Rồi trong cái bảng label option này á, thì các bạn nên để mặc định tất cả các thông số như là pay printer nè, các bạn để vẫn để Microsoft ha, chúng ta để bình thường, ta không nên thay đổi, chúng ta chỉ làm những gì chúng ta cần thay đổi thôi. Rồi đầu tiên trong cái bảng label option này là tùy chọn label, các bạn nhấp cho tôi chữ new label ha. Chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ cái mẫu nào của Microsoft hết, chúng ta tự tạo một cái mẫu cá nhân, cái mẫu riêng của chúng ta. Đây label. Rồi trong cái nhãn label này á, đầu tiên là chúng ta sẽ làm gì, các bạn sẽ đặt cái tên cho label name nha. Giả sử tôi đặt cái tên cho cái nhãn của chúng tôi là gì, giả sử như có một người nhờ cho tôi in một cái nhãn nó tương tự như cái danh xếp gì đó, nghĩa là cái kích thước nó cũng nhỏ thôi, kích thước giả sử như chiều ngang là 4, chiều cao là 3 cm ha. Chiều ngang là 4 cm, chiều cao là 3 cm, giả sử như vậy. Rồi giờ muốn đặt tôi làm 108, giả sử vậy thôi. Rồi tôi có yêu cầu như thế. Giờ giả sử như tôi đặt tên cho cái này, tôi là ghi cái chữ giống như là danh thiếp ha. Rồi các bạn ghi nhãn hay cái gì cũng được. Thì giả sử như tôi đặt tên này cho dễ nhớ thôi, rồi chứ cái nhãn của tôi là tên là danh thiếp, giả sử vậy. Rồi cái phần này nhiều khi các bạn thấy logo, ban đầu tôi học cái này tôi cũng thấy rất là logo đây, rất là khó nhớ, toàn là chữ tiếng Anh không à, nhìn vô chúng ta còn rối đầu đây, bạn thấy chưa, nhìn vô còn rối không biết cái gì luôn. Rồi thì tôi sẽ có cái cách để hướng dẫn cho các bạn dễ hiểu nhất đây. Tôi sẽ mở một cái rồi các bạn đợi tôi tí ha. Rồi đây, tôi sẽ mở một cái phần mềm. Cái phần mềm này thì các bạn nhìn nó hơi bị rối đây.
Rồi tôi sẽ mở lên, các bạn đợi tôi tí nha, tôi sẽ mở từ từ rồi chúng ta sẽ biết thôi, không được gấp. Label, ta phần new label, đặt tên lại, sẽ danh thiếp. Rồi đây, đây là một, tôi vừa mở cái gì, đây là cái gì, đây là một cái phần mềm mới nha, cái phần mềm để vẽ đồ họa đó, có tên là Corel Raw X7. Hiện tại tôi đang dùng bản phiên bản X7, thì tôi hy vọng là sau sau khi tôi hướng dẫn các bạn học xong cái phần mềm Word á 2013, thì tôi sẽ có thời gian, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm cái phần mềm này ha. Phần mềm này rất là hay, nhưng mà nó cũng rất là dễ, không có khó, ứng dụng rất nhiều trong khi đi làm ha. Nhiều khi sếp lãnh đạo chúng ta kêu ta thiết kế vẽ một cái gì đó đơn giản thôi mà chúng ta không biết, chúng ta phải chạy ra ngoài tiệm, thì nói chung là mắc điểm đối với sếp, hoặc là chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ á. Rồi tôi sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn sau. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái file Word chúng ta ha. Tại sao tôi vẽ những cái này? Các bạn nhìn thấy trên cái màn hình chúng ta là có bốn cái hình chữ nhật như tròn tròn như thế này đây. Có bốn màu. Thì đầu tiên thì tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái tôi tô màu thử cho, xin đợi tôi tí nha, tôi tô màu cho các bạn thấy. Rồi. Các bạn sẽ thấy cái gì? Đầu tiên các bạn sẽ thấy giùm tôi cái hình chữ nhật bự ngoài có màu hồng nè ha. Đây là cái gì? Giả sử như đó chính là cái kích thước cái trang giấy của tôi ha, giả sử thôi. Cái màu hồng là cái kích thước cái trang giấy tôi nó bao quanh đây. Còn cái bốn ô đó là cái nội dung, cái nhãn dán tôi, giả sử như tôi định làm đó. Rồi. Các bạn sẽ thấy cái khoảng cách từ cái tôi đang chưa ra chuột cho cái ô màu xanh lá cây này ha. Bạn nhìn kỹ trên chuột tôi ha. Cái khoảng cách từ cái đầu trên, cái rìa trên của cái xanh lá cây, ô vuông xanh lá cây này tới cái rìa màu hồng đó, cái rìa của cái file giấy của tôi đó màu hồng đó, cái khoảng cách này người ta gọi là lề trên, là top margin. Bạn hiểu chưa? Đây, người ta gọi là top margin đây ha, đây là cái lề trên ha. Lề trên giữa cái nội dung chúng ta và cái rìa giấy ha, cái lề giấy đây là top margin, được chưa? Rồi. Còn cái khoảng cách giữa cái rìa bên cạnh á, bên hông của cái ô màu xanh lá cây này ha, với cái rìa của trang giấy màu hường này ha, người ta gọi là slide margin, nghĩa là cái khoảng cách cạnh đó, khoảng cách bên hông đó, đây tôi đã, khoảng cách bên hông đây ha, các bạn thấy ha, tôi khoảng cách giữa cái lề này với cái lề này, rồi người ta gọi là slide margin, bạn thấy chưa? Slide margin là vậy, đây khoảng cách giữa cái lề màu xanh với cái lề màu hồng ở đây. Rồi chúng ta đã học được hai cái rồi, tiếp tục. Rồi cái tất cả các hình chữ nhật này đều có kích thước như nhau ha. Tôi làm màu cho các bạn dễ biết thôi, chứ kích thước như nhau. Rồi cái ô mà tiếp tục tới ô màu đỏ này ha. Cái khoảng cách chiều dài, chiều rộng á, chiều rộng của cái ô màu đỏ này ha, khoảng cách đây ha, tôi đã làm kích thước như thế này. Thì người trong Word người ta gọi là label width. Bạn thấy chưa? Label width là đây. Label width là cái khoảng cách chiều rộng của cái hình chữ nhật này màu đỏ này. Label width. Còn cái chiều cao của cái hình chữ nhật màu đỏ này ha, chiều cao này ha. Đây chiều cao đây tôi đã vẽ ở đây. Người ta gọi là label height. Label height. Bạn thấy chưa? Đây là label height. Rồi, label height là cái chiều cao. Rồi tiếp tục, chúng ta chỉ còn tí nữa là xong cái phần khái niệm này thôi. Lưu ý cái khoảng cách này ở đây. Khoảng cách giữa cái đầu của cái hình màu vàng này ha, bạn thấy à, đây bạn thấy nhìn cái hình tôi vẽ đây, khoảng cách giữa cái đầu của cái màu vàng này tới cái đầu của cái màu xanh nha, hình chữ nhật màu xanh này ha. Nghĩa là bao gồm luôn cái chả cái phần trống ở giữa của hai hình này ha, mình màu vàng và hình màu xanh ha. Thì người ta gọi cái đó là gì? Người ta gọi cái đó là horizontal peak ha. Đây tôi nhắc lại lần nữa, cái khoảng cách từ đầu của cái đỉnh màu vàng này ha, cái cạnh bên hông màu vàng này cho tới cái cạnh bên hông màu xanh dương này ha, bao gồm luôn cả phần màu trắng này ha, bạn thấy ha, tôi vẽ hình ha, khoảng cách nha, người ta gọi là horizon peak, bạn thấy chưa? Rồi tiếp tục. Rồi các bạn thấy đây, cái khoảng cách từ cái đỉnh màu đỏ này ha xuống màu đỏ của cái hình chữ nhật màu đỏ này
tới cái đỉnh của hình chữ nhật màu xanh này ha, là khoảng cách từ đây nè xuống đây nè. Tôi mới vừa vẽ cái khoảng cách cho bạn thấy ha, cái thước dài tôi ra đây ha, người ta gọi là gì, người ta gọi là vertical peak, thấy chưa, đây đây là vertical peak, mũi tên chuột tôi đang rơi đây ha. Rồi các bạn hiểu các khái niệm chưa, tổng cộng chúng ta có 6 khái niệm các bạn cần phải phân biệt ha, không thôi các bạn sẽ lộn tùm lum tà la hết. Rồi tôi nhắc lại lần cuối ha, khoảng cách giữa đỉnh của cái hình này tới cái rìa, người ta gọi là top margin, cạnh bên của cái hình chữ nhật này với cạnh với cái rìa bên hông, ta gọi là slice margin. Khoảng cách của cái bản chất của cái hình chúng ta, người ta chiều rộng ta gọi là label width, còn chiều cao người ta gọi là label height, anh thấy chưa. Khoảng cách giữa cái cạnh bên của cái hình chúng ta tới cái cạnh bên của cái hình tiếp theo người ta gọi là horizon peak, còn khoảng cách từ cái đỉnh của cái hình chúng ta tới cái đỉnh của cái hình tiếp theo người ta gọi là vertical peak, anh thấy chưa. Rồi tôi tắt phần mềm, tôi tắt phần mềm đi, tôi quay lại cái vai quạt của tôi. Rồi trong cái phần danh thiếp này á, tôi sẽ điều chỉnh những cái thông số này đây. Đầu tiên á, thì cái cạnh lệ trên là top margin thì tôi giả sử tôi chỉ cho là 1 cm, đơn vị hiện tại đang là mm thì 1 cm là 10. Cạnh bên hông của cái hình tôi, bạn thấy chưa, tôi vừa nhấp đây là cái hình này nè, nó giống như cái hình tôi mới vừa diễn giải cho các bạn nhưng mà nó rất là nhỏ nên tôi bạn nhìn sẽ không hiểu đâu, nên tôi lấy cái ví dụ cái vừa rồi đó tôi chỉ dẫn cho các bạn. Rồi tới phần slide margin là cái cạnh rìa đây ha, rìa đây giả sử tôi chúng cho là 10 luôn, nghĩa là 10 mm là 1 cm. Rồi anh thấy chưa, khi tôi vừa nhấp cái nó đã nhích ra một tí rồi, thấy chưa. Rồi còn cái label 2 là cái chiều cao của cái hình tôi đó, chiều cao đó thì nãy theo cái yêu cầu của đề bài tôi đặt ra là hình có kích thước là chiều rộng là 4 cm đi, chiều cao là chiều rộng là 6 cm đi, chiều cao là 4 cm. Rồi chiều cao tôi cho 4 cm thì tất cả gì là tổng cộng là 40 mm. Khi tôi nhấp xuống đây bạn nhìn thấy ha, chiều cao đây ha, nó đã thay đổi ha, chiều cao tôi cho 40 mm là 4 cm thôi. Còn cái chiều rộng á, đây nè, chiều rộng thì tôi cho là 6 cm là 60 mm. Bạn thấy khi tôi nhấp ha, đây bạn thấy chưa. Rồi tiếp tục ta tới cái khoảng cách này là gì đây, cái khoảng cách horizon peak là khoảng cách chiều ngang á của cái cạnh hình đầu tiên tới cạnh hình thứ hai ha. Này horizon peak đây, cạnh hình đầu tiên tới cạnh hình thứ hai bao gồm cái khoảng trắng này luôn ha, là horizon peak thì nó bao gồm, thì nó phải rộng hơn cái thằng label width này ha, bao gồm cái label width này cộng thêm cái khoảng trắng khoảng giữa này ha. Đây là cái hình này là label width nè, cộng thêm khoảng trắng này nữa nè ha, là cái này 60. Tôi giả sử tôi cho cái lệ nó là 5 đi ha, tôi cho 65 thì tổng cộng tôi cho là 65. Nhưng mà cái khoảng trắng lề á, khoảng trắng cái lề giữa hai cái hình tôi cho chỉ là 5 mm thôi, là khoảng trắng này nè, khoảng trắng này tôi cho chỉ là 5 mm thôi ha. Rồi cái khoảng cách chiều cao, chiều cao của cái hình tôi là cho là 40 mm đấy ha. Rồi giả sử tôi cho giữa các chiều cao cũng là 5 mm luôn thì tôi cho 45. 45 này là gì? 45 này là cái khoảng cách chiều cao này nè, cái khoảng cách từ chiều đỉnh này xuống tới cái đỉnh này ha, còn là 45 thì cái hình nó là 40 rồi, thì cái khoảng cách trắng trắng này nè, khoảng cách giữa hình này nè thì nó là 5 mm á. Đây cộng lại là 40 nè, cộng với 5 mm là 45, thấy chưa, 45. Rồi tiếp tục tới đây là gì? Đây là cái số lượng chiều ngang và số lượng chiều dọc, bạn thấy chưa. Nhưng mà để trước khi bạn chọn số lượng bao nhiêu thì bạn phải lưu ý là bạn phải chọn kích thước size ha. Để xử minh tôi thì chỉ có in được cái cỡ là A4 thôi, thường mặc định thì A4. Cái A4 này kích cỡ này là gì, là cái đường viền màu tím tím mà bạn thấy cái hình không, màu tím tím này nè. Giả sử như đây là cái lề cái trang giấy A4 của tôi ha, đây là cái A4 này, cái thẻ A4 với lề màu tím này đó, thì nó có kích thước là cm ha, 21 x 29,7 cm.
ở trên chúng ta đang đơn vị là mm. Rồi làm sao chúng ta biết được ngang nhiêu dọc nhiêu thì bạn lấy máy tính bỏ túi ra các bạn chia ra thôi, máy tính nhẩm thử thôi. Chiều cao, chiều ngang là 210mm đây. Thì để tính được bao nhiêu thì bạn lấy cái chiều ngang là 65 này ha. Bạn nhân cho cái số mà cái hình chữ nhật của chúng ta, cái nhãn, cái danh thiếp của chúng ta nhân cái số danh thiếp của chúng ta. Sau đó bạn cộng thêm cho cái canh lề ngang á, canh lề cạnh á là 10, sẽ ra được cái kích thước chiều ngang của chúng ta. Hiểu chưa? Rồi tôi mở thử cái ứng dụng, cái máy tính bỏ túi trên cái màn hình desktop đây, tôi tính thử cho các bạn ha. Rồi sao tôi giả sử cái tôi đang tính chiều ngang chứ ha, 65 đây, tôi nhân cho cái chiều ngang là bao nhiêu đây, nhân 2, 65 tôi nhân cho 2 bằng 130 thì nó vẫn còn ít bé hơn so với 210 ha. Tôi nhân thử 65 nhân 3 đây, tôi xóa đi, tôi nhân lại 65 nhân 3 bằng 195. Bạn thấy cơ con số nó gần 210mm ở đây, chiều kích nó đang nói chiều ngang ha. Rồi vậy tôi chọn cái số lượng mà cái đối tượng hình chữ nhật chúng ta là số 3 đi. Xin lỗi tôi nhấp này nó sai á. Rồi tôi nhấp lại cái này cho tối số lượng của tôi là số 3 đi. Rồi bạn thấy chưa? Trường hợp số 3 là bạn sẽ như thế này ha, tổng cộng tôi đem kích thước tổng cộng chiều ngang bao nhiêu ha, bạn lấy cái 65 này bạn nhân lên cho 3, đây 3 đây, ra kết quả bao nhiêu, 195 bạn cộng cho cái canh lề là cạnh trái đó, canh lề cạnh trái là 10 đó, cộng 10 tổng cộng 205, trong khi trang giấy của chúng ta cái lề A4 á, cái chiều ngang là 210 ha, vậy là thỏa cái điều kiện là bé hơn 210 ha. Rồi bắt đầu chúng ta tính thử cái phép tính chiều dọc ha. Chiều dọc chúng ta là có 297mm. Giả sử như chiều dọc của một hình là 45 đây, tôi giả sử chỗ này cho là 6 đi ha. Rồi bạn lấy 45 nè ha, bạn nhân cho cái số lượng cái hình chữ nhật của chúng ta, cái nem cạc chúng ta, tôi cho 6 hình đi, 6 hình kích thước bao nhiêu, bằng 270 tôi thấy cũng gần 297 ha, 270 tôi cộng thêm cái cho 10 cái lệ top margin lệ cạnh trên này ha là 10 nữa, 280. Rồi tôi dừng được rồi, vậy là nó 280 nó vẫn bé hơn so với 297mm ha. Tôi đang tính cái chiều dọc của A4 ha. Rồi từ giờ tôi đang làm gì, đó là tôi đang tính cái số lượng cái nem cạc trên một cái khẩu giấy A4 đó, để tôi điền được cái này là cái chiều ngang là bao nhiêu, hình nem cạc chiều dọc là bao nhiêu, hình nem cạc, nhưng mà phải thỏa điều kiện là kích thước nó phải nhỏ hơn cái kích thước là 4 này ha. Kích thước này hiện đang để cm, thì nếu đổi là mm thì bạn nhân 10 lên là 210mm nhân 297mm ha. Rồi sao nhắn nè, nó đã để m ở dưới là đơn vị mm, là bạn thấy chưa, 297mm nè. Rồi tôi nhấn ok ha, ok. Sau đó tôi sẽ chọn cái danh thiếp của tôi đây, tôi đang mới vừa tạo cái nem cạc danh thiếp, tôi lại tên chữ danh thiếp. Bạn cũng thể xóa những cái danh thiếp nào bạn không muốn, bạn nhấn chữ delete nè. Đây danh thiếp của tôi bạn thấy nha, nó đã để cái bảng tóm tắt các bạn thấy ha, chiều cao của một cái hình nem cạc của tôi là 40, chiều rộng là 60 ha. Rồi kích thước tổng thể của cái trang giấy tôi A4 là 210x297 đây. Tôi nhấn ok. Rồi các bạn sẽ thấy gì? Các bạn sẽ chẳng thấy gì cả. Bạn thấy nó trống trơn à? Thì để cho các bạn thấy á, thì tôi nhấp vào cái bảng này ha, tôi sẽ đóng khung của nó, đóng khung thì bạn vào tab home, bạn chọn tôi cái đóng khung đây, bạn cho đóng chữ on border là đóng khung toàn bộ ha, cho các bạn thấy thôi, nhưng mà sau này khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ bỏ đóng khung, hoặc các bạn cũng thể đóng khung để dễ cắt cũng được tùy. Rồi các bạn đã hình dung chưa, nãy chúng ta đã tính gì, chúng ta đã tính là chiều ngang chúng ta có 3, chiều ngang của chúng ta có 3 cái nem cạc và chiều dọc chúng ta có 6 đúng không? Ta đếm thử là 1 2 3 4 5 6 ha. Rồi đúng như hình, đúng như cái chúng ta đặt ra luôn ha, chúng ta không phí bất kỳ cái khoảng cách nào của cái tờ giấy A4 ha, cái lề giấy A4 ha. Rồi. Giờ chúng ta làm gì nữa? Tôi nhắc lại luôn cái trắng này là cái lề bên trái nè, đây là cái lề đỉnh nè. Còn đây là cái khoảng cách giữa cái đối tượng giữa hai đối tượng bên chiều ngang nè.
khoảng cách giữa hai đối tượng theo chiều dọc nè, bạn thấy chưa? Bạn có thể chọn cái khoảng cách này bằng 0 để cho hai cái lề nó bằng nhau luôn, nó sẽ không có cái khoảng trống giữa này ha, tùy các bạn thôi. Rồi giả sử như cái nem kẹt này tôi làm gì đây, thì bạn đánh nội dung vô gì cũng được hết trơn á. Giả sử như cái nem kẹt này là tôi gửi cái phiếu lương hay cái gì cũng được, thường ta theo yêu cầu của khách hàng. Thì giả sử như tôi làm ví dụ như là tôi làm phiếu lương nữa đi, thì bởi vì tôi cũng mới hình dung ra được có một cái ý định nha, tôi chưa biết suy nghĩ ra kịp cái ví dụ gì. Rồi giả sử tôi làm một cái phiếu lương ha, rồi tôi enter xuống, tôi phóng to lên cho các bạn thấy, rồi tôi đánh cái nhân viên, bạn điền cái nem cạc gì cũng được, bạn làm mình để bạn cắt ra thôi. Thường người ta làm những cái danh thiếp hay làm gì đó, phiếu lương nhân viên đây, rồi tôi ghi là ngày sinh giả sử vậy, rồi lương thực lĩnh và bộ vậy, lương thực lĩnh, rồi ví dụ tôi giả sử vậy thôi. Rồi dưới đây bài cái hình này, và trong cái mỗi cái hình này bạn cũng có thể chèn hình ảnh cũng được ha. Giả sử tôi chèn thử cái logo của cái doanh nghiệp tôi đi, picture đây, tôi download đây, tôi chọn cái đường link tới cái file hình ảnh của doanh nghiệp tôi, bạn thấy chưa? Cái file đây, bạn chọn cái layout á, layout tôi hướng dẫn rồi, bạn chọn layout để cho nó hiển thị đây. Bạn có thể cho nó hiển thị ở đè lên ảnh nè, xin lỗi, đè lên cái chữ á, phía trước chữ, phải thấy sau chữ, tôi chọn này ha, phía sau chữ, bạn thấy chưa, hình tôi đã nằm phía sau chữ rồi, nó không bị mất chữ. Đó, tôi sẽ cho cái hình tôi nằm ở dưới của cái chữ đây, bạn thấy chưa? Rồi, tôi di chuyển xuống dưới đi, để sau khi tôi làm xong rồi tôi hả chèn lên cho đúng cho các bạn nhìn nó dễ nhìn hơn thôi. Rồi trong cái phần nhân viên này á, bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện tới cái bước số 2 đây ha, từ giờ chúng ta mới làm có bước số 1 à. Bắt đầu giờ chúng ta mới làm bước số 2, bước số 2 là bước gì? Bước số 2 là chúng ta sẽ là chọn danh sách người nhận. Đây các bạn vào cái select đây, mình chọn dòng thứ hai đây, use an existing list. Chọn danh sách người nhận thì các bạn làm như các video trước hướng dẫn đó, bình thường thôi. Từ đây về sau, từ đây về các bước sau á, là các bạn làm giống như các video trước tôi hướng dẫn thôi. Rồi bước thứ hai chúng ta chọn danh sách người nhận từ một cái file nào đó bất kỳ trong máy tính bạn, thì tôi có thể là file Excel hoặc file Word, thì cho chọn file Excel đi ha, cho dễ. Rồi file Excel của tôi đây, open. Trong file Excel này thì bạn chọn nhiều sheet ha, bạn chọn cái sheet nào mà chứa dữ liệu của bạn á. Danh sách dữ liệu là cái danh sách chứa các thông tin, những cái người nào mà bạn cần in lên trên cái mail mệt á. Rồi tôi nhấn OK. Rồi các bạn vừa làm xong bước 2, chèn danh sách người nhận vào. Bước 3 là chúng ta chỉnh sửa danh sách người nhận. Thì cái này nó cũng tôi đã có nói video trước rồi, hai video trước rồi ha, rất là kỹ. Bạn xem lại giùm tôi hai video trước. Trong trường hợp bạn không có chỉnh sửa cái nội dung gì trong danh sách người nhận á, thì các bạn đánh dấu check này nè ha, bạn chọn tất cả những người trong danh sách người nhận, nghĩa là bạn in hết tất cả những người này ha. Còn bạn không muốn in ai thì bạn bỏ dấu check người đó, đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn nhấn OK. Chúng ta vừa làm xong bước số 3. Bước thứ tư là bước gì? Các bạn nhớ không? Đúng rồi, bước thứ tư là bước chèn các trường. Đây, bạn nhấp vô chữ field, insert field, đây là chèn trường. Các trường này tương ứng với các dòng các bạn đánh đây. Các bạn muốn đánh gì cũng được, thì quan trọng là nó hai cái nó phải tương ứng với nhau thôi. Giả sử như các tôi chèn cái trường nhân viên này, tôi sẽ chèn cái họ và tên, cái tên nhân viên đó. Còn cái phần ngày sinh này tôi sẽ chèn cái trường ngày sinh. Còn cái trường lương thực lĩnh thì tôi sẽ chèn cái trường lương thực lĩnh. Đó, tương ứng với nhau thôi. Rồi. Thôi tô đỏ cái dòng phiếu lương cho nó đẹp tí. Rồi tôi cách khoảng xuống. Rồi bạn thấy chưa? Rồi đó là từ giờ tôi làm xong cái bước số 4. Rồi chúng ta chèn trường. Bước thứ 5 là chúng ta sẽ xem kết quả ta vừa làm và tùy chỉnh kết xuất. Đây chúng ta xem đây, khi bạn nhấp vô cái hình kính lúp này hay ha, thì thấy thông tin chúng ta đã hiện ra rồi đây. Nhân viên giả sử tôi chọn nhân viên đầu tiên, nhân viên đầu tiên ngày sinh, lương thực lĩnh 5 triệu. Bạn thấy chưa? Đây là cái hiện cái danh cái số tự người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba, hoặc có thể nhấp tới người cuối cùng đây, quay lại từng người một, hoặc là quay lại người đầu tiên. Hay ha, đây là các tùy chỉnh đi tới và đi lui. Rồi xem, đây là cái nút xem kết quả, hoặc có thể là xem lại tên trường, đích chuột vào xem kết quả. Rồi
Dạ, tiếp tục chúng ta tùy chọn cái phần kết xuất đây, tùy chọn in đó. Các bạn nhấp vào cái nút Finish nha, Finish. Rồi trong cái phần Finish này á, thì chúng ta chọn hai loại nào cũng được. Loại thứ hai này Print Document là chúng ta in luôn ha. Hoặc cái loại, à, xin lỗi các bạn, thành thật xin lỗi, tôi quên nói thêm cái phần là chúng ta phải cập nhật dữ liệu cho các trường khác ha. Để xử tôi cái logo tôi cho nhỏ để nhìn rối mắt quá. Tôi xin lỗi các bạn là tôi quên nói là từ nãy giờ chúng ta chỉ làm trên một có một trên một cái nem cạc thôi ha, còn các nem cạc lại còn lại thì sao, nó đều trống trơn hết thì làm sao? Thì quên là sau khi chúng ta đã làm xong một cái nem cạc rồi á, hoàn chỉnh rồi đó, các bạn di chuyển chuột lên, bạn nhấp vô chữ update label này ha, để ta cập nhật cái nem cạc cho tất cả những cái nem cạc còn lại. Tao nhấn thử ha, cái chuột trái ha. Rồi các bạn thấy chưa, tất cả các nem cạc còn lại chúng ta đều có thông tin như cái đầu, và các trường thì nó đã đều chạy đây, bạn thấy chưa? Ứng với mỗi trường này là một cái tên khác nhau nè, là cái đầu tiên là Nguyễn Văn A, cái đầu cái thứ hai là Nguyễn Phạm Thị B, cái thứ ba là Trần Văn C, bạn thấy chưa? Nó đã cập nhật các trường ha. Tôi nhấn vào cái kính lúp này ha, review ha, bạn thấy đây là cái trường họ tên, ngày sinh và trường lương thực nhận. Ứng với mỗi trường này nó chạy theo một cái dữ liệu trong file Excel của tôi ha. Tôi nhấp lại cái lúp đây, thấy chưa, thông tin đã thay đổi theo từng một cái nem cạc đây, từng một cái bảng đây, bạn thấy chưa, rất là hay. Rồi tôi quay lại chức năng, khi bạn chỉnh sửa cái gì thì bạn có quyền nhấn update label để cập nhật lại ha. Nó chung cập nhật lại dữ liệu thôi, bình thường không có gì hết. Giả sử như bạn thấy nè, giả sử như đây tôi thêm một cái một vài từ nữa ha, giả sử tôi thêm một cái nó là địa chỉ đi. Tôi sẽ làm ví dụ cho các bạn thấy là nó sẽ tự cập nhật lại khi chúng ta thay đổi dòng đầu tiên á. Rồi tôi chèn cái trường là địa chỉ trong đây, địa chỉ. Rồi cái hình này giả sử như tôi không muốn bên tay phải mà tôi muốn nó di chuyển lên phía trên. Tất cả đều là ví dụ thôi ha, các bạn làm sao cũng được. Khi tôi nhấn update thì tự động các trường còn lại, các bảng còn lại á cũng sẽ cập nhật như cái bảng đầu tiên ha. Bạn nhìn kỹ nè, tôi nhấn update nha, update. Bạn thấy chưa? Các trường còn lại đã tự động cập nhau theo cái nhãn hiệu, nhãn cái label đầu tiên. Rồi chúng ta tiếp tục qua tới phần còn lại của bước thứ năm đi, là chúng ta chỉ chọn in thôi. Thì chọn in thì các bạn nên chọn cái dòng đầu tiên ha, để chúng ta kết xuất ra một cái file Word mới. Từ cái file Word đó chúng ta kiểm tra coi có đủ thông tin không rồi chúng ta mới in ha. Đây bạn chọn edit đây, thì ba nút tùy chọn này tôi đã hướng dẫn các bạn ở video trước rồi, các bạn chọn cái nào cũng được. Thì cái đầu tiên thì các bạn chọn in tất cả các trường. Cái thứ hai là chọn in cái trường hiện tại, dù trường hiện tại đó là số 1 hay số 2 đó thì nó chỉ kết xuất ra cái file hiện tại thôi, cái trường số 1, số 2 này thôi. Còn cái from to là chọn từ cái trường số mấy đến trường số mấy, dòng dữ liệu số mấy, dòng số liệu số mấy đó. Nghĩa là giả sử như cái này tôi dữ liệu tôi có bao nhiêu dòng đó, thì tôi kết xuất bao nhiêu dòng thôi, từ dòng số mấy thôi, chứ tôi không in toàn bộ ha, from to này ha. Rồi trong trường hợp này tôi in tất cả các dữ liệu thì tôi nhận on, nhấn ok. Rồi các bạn thấy chưa, file này là file mới tôi ha, có số 1 ở sau là cái file mới tôi ha, file gốc tôi là chỉ có label thôi, file số 1 là cái label 1 là file mới vừa tạo ra, file kết xuất á, bạn thấy chưa. Rồi bạn thấy tại sao những cái dòng này nó bỏ trống đây, bạn thấy tại sao? Tại vì dữ liệu của tôi chỉ có đúng có 8 người thôi, 9 người, có 8 người thôi. Người thứ 9 là trống rồi, thấy chưa, nên nó không đủ điền những thông tin này. Do cái file Excel tôi á, có chỉ có 8 dòng thôi, là 8 dữ liệu thôi. Đây, còn cái người thứ 9 thì đã không có ở đây ha. Cái khổ giấy A4 này tôi làm tổng cộng tới 3 với 6 là 18 bảng lần ha. Tôi làm tới 18 dòng, 18 dòng dữ liệu lần, 18 cái nhãn lần, mà trong khi dữ liệu tôi có 8 à. Nên những người còn lại nó bỏ trống ha. Bạn thấy chưa? Rồi vậy là chúng ta đã vừa làm xong cái hình thức là trộn thư nhưng mà kết xuất ra cái loại là label, loại nhãn ha. Rồi giờ chúng ta đã hoàn thành xong ba cái video hướng dẫn trộn thư, là trộn thư loại văn bản, trộn thư loại bìa thư và trộn thư loại nhãn dán như thế này đây, dùng để các bạn in ra, các bạn in giấy ra, các bạn để các bạn cắt á. Cái đặc biệt lưu ý các bạn là cái lề mà thấy trống trống giữa hai cái label hay nhãn này ha, thì chúng ta có thể bỏ. Ta để nó bằng không, theo cái chỉ số bằng không tôi đã hướng dẫn các bạn rồi đó, chứ để gì thì xấu quá. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.